đầu. Bảy viên ngọc rồng. Vâng, chính xác. Maruko Shinosuke. Gia đình của Maruko. Nhóc Maruko. Chính xác ạ. Naruto. Cái gì mà sống một mình ấy nhở? Kotaro sống một mình. Sai. Phát ạ. Xin chào. Nhóc Miko. Chính xác ạ. Hoàng tử Ai Cập. Sai. Nữ hoàng Ai Cập. Chính xác ạ. Olympia. Chính xác ạ. Pokemon. Ôi xin tôi hiểu gì. Vâng, chưa trả lời câu hỏi. Nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Vừa nãy đen. Chính xác. Chính xác. Nào chúng ta có hết rồi. Là gì? Thì chúng mặt trăng. Chính xác. Đoán màu áo nhân vật anime. Áo đỏ gì? Bạn bị tin rồi. Nobita, Nobita của áo màu trắng. Áo vàng. Áo vàng đây. Fuyoku, màu da cam. Áo gì lê ạ? Phải bị đen à? À, bao trận. Đen. Đúng này. Và... có mic không? Cần nói không mic. Đen đi. Chính xác. Yeah. Mày nữa hả bé Năm? Ơ thế á? Ơ màu trắng. Đúng này. Hai màu. Màu trắng và màu đỏ. Gì vậy? Màu xanh rồi. Màu trắng và màu xanh. Ủa gì vậy? Màu trắng và màu xanh. Bạn trả lời sai rồi. Hai màu nhá, hai màu. Có một trong hai màu đúng. Một trong hai màu trắng và màu đỏ rồi. Chắc không? Chắc. Mày đừng có quát. Không phải màu trắng. Màu đỏ. Màu đỏ màu xanh. Thôi, một trong hai màu. Thôi, đỏ. Thôi. Đúng một trong hai. Màu trắng. Bây giờ đoán nước màu còn lại. Màu còn lại. Màu đen. Hả? Cái gì? Đen. Đen à? Ui dồi ôi. Cái gì vậy này? Người ta nhớ cái họa tiết màu xanh đi này. Trắng xanh đúng không? Trắng xanh được. Trắng xanh đúng được mà. Nhưng mà nó luôn mặc như này à? Đúng. Đoán màu áo nhân vật anime. Áo đỏ gì? Bạn bị tin rồi. Nobita, Nobita của áo màu trắng. Áo vàng. Áo vàng đây. Fuyoku, màu da cam. Áo gì lê ạ? Phải bị đen à? À, bao trận. Đen. Đúng này. Và... có mic không? Cần nói không mic. Đen đi. Chính xác. Mày nữa hả bé Năm? Ơ thế á? Màu trắng. Đúng này. Hai màu. Màu trắng và màu đỏ. Gì vậy? Màu xanh rồi. Màu trắng và màu xanh. Ủa gì vậy? Màu trắng và màu xanh. Bạn trả lời sai rồi. Hai màu nhá, hai màu. Có một trong hai màu đúng không? Đúng. Một trong hai màu đúng. Trắng và màu đỏ rồi. Chắc không? Chắc. Mày đừng có quát. Không phải màu trắng, màu đỏ. Anh chắc anh đó. Màu đỏ hay màu xanh? Thôi. Một trong hai màu. Thôi. Đỏ. Màu trắng. Đúng một trong hai. Màu trắng. Bây giờ đoán nước màu còn lại. Màu còn lại. Màu đen. Hả? Cái gì? Đen. Đen à? Ui dồi. Cái gì vậy này? Người ta nhớ cái họa tiết màu xanh đi này. Trắng xanh đúng được mà. Nhưng mà nó luôn mặc như này à? Đúng. Thế không được chị ạ.